970 900 giờ sợ cổ máy anh em, mình đi quay thực tế luôn cho anh em xem ha. Nên là phải luồn lách như thế này nè. Hello, xin chào anh em. Mình đang đứng tại một tàu tải của ghe cào tại cảng cá Cam Ranh. Đội tàu giải cào của ảnh là gồm có 4 chiếc nhưng hiện tại là đi biển hết trơn rồi. Mấy chiếc là 25, 27 mét là đang ở ngoài khơi. Còn chiếc này ngày xưa là làm giã lui. Nhưng mà bây giờ là ảnh chỉ phục vụ cho ghe tải thôi. Mục đích anh phục vụ cho ghe tải là ví dụ như mình cào những cái lượng cá mà nó có giá trị á, thì mấy ảnh sẽ tranh thủ vô sớm để bán cho cái con cá nó được tiền ha. Đó, những cái con cá mắc tiền thì mấy ảnh cho chiếc tàu tải 19m 20m này sẽ tải vô sớm. Và chiếc tàu tải 19-20m này nó vẫn sử dụng động cơ là Mitsubishi S6R 900 mã lực. Và trên tàu ảnh cũng trang bị tất cả các cái hệ thống dàn cảo đầy đủ để những cái con tàu mà ở phía bên ngoài mà có cái sự cố gì cần xử lý là con tàu tải này nó xử lý luôn. Nó giống như cái hình thức mà mấy anh em mình làm lưới quay đêm mà những chiếc ghe thu mua lớn lớn mình hay trang bị một cái dàn cảo sẵn để có xử lý gì phen dây nhựa là mấy anh em dễ xử lý. Đây, dỡ sợ không anh em, ghe 19-20m mà ảnh sử dụng để làm tàu tải hàng thôi, quá hoành tráng luôn. Còn mấy chiếc ghe lớn của ảnh theo mấy anh em trên tàu chia sẻ là toàn là sử dụng mấy ngàn hai mã lực không à, chắc cũng cái dòng Mitsubishi luôn, K38 của Cummins. Đây anh em, mình đang ở dưới khoang máy của một tàu giải cào. Bên này hình như ảnh cũng chạy S6R. Anh em thấy không? Ánh sáng không đủ, mình phải đỡ cái điện thoại mình ở đằng này để cố gắng quay cho anh em xem. Bởi vì ở trên này là máy ảnh chạy cái nguồn điện thắp sáng bằng máy điện riêng á. Nhưng mà nếu mà nổ máy điện riêng lên thì nó rất là ồn. Cho nên là mình sẽ sử dụng đèn pin với là điện chiếu sáng của điện thoại mình để cố gắng quay phần nào về cái máy S6R của tàu giã cào của anh em Cam Ranh Khánh Hòa cho anh em xem. Máy sử dụng dòng máy thủy ha, rất là xịn sò luôn, quá đẹp anh em ơi. Mình cũng làm biển mà mình thấy mấy cổ máy là mình mơ máy quá mơ. Đây, quay cận cảnh cận người luôn cho anh em xem. Đây là mình đang ở trong khoang máy của ghe giải cào ha. Đấy, bơm dầu nè, 6 con heo dầu của S6R. Cần ga, cần stop. Cái dòng S6R này không biết bao nhiêu mã lực à, mình cũng chưa hỏi ảnh luôn. Nhưng mà ở bên này là có hai cái bồn lọc dầu. Hồi nãy ở bên kia S6R 750 kW thì nó có ba cái bồn mà lọc nhớt ở đây. Con này chắc 635 kW quá.
Đây, mình sẽ đi kiểm chứng thực tế luôn cho anh em xem, không có đón mò, không đón tới đón lui ha. Đây anh chị sử dụng có một cái bình dynamo này nè, nếu có điện chiếu sáng là phải đờ cái máy lên sẽ rất là ồn, quay video rất là khó cho anh em xem được. Đây anh em, cổ máy S6R của tàu cá giã cào Cameron, hộp số. Cố gắng quay lột tả cho anh em xem. Nói chung đi thực tế ở dưới tàu là bắt buộc nó phải chịu cảnh này nha anh em. Này turbo anh đỡ thẳng trong cabin luôn ha, không có câu chuyền ra bên ngoài. Cổ máy S6R. Đây, ba cái bầu nhớt được trang bị phía bên này. Nhiều đời nó khác nhau, nó trang bị khác nhau. Ồ, cái này là 900 mã lực anh em ơi, S6R bắt rất là nhiều cái đường chuyền cho nên là cố gắng quay cho em xem. 900 mã lực, 900 bs, dễ sợ cổ máy anh em. Mình đi quay thực tế luôn cho anh em xem ha. Nên là phải luồn lách như thế này nè, quá mệt, con máy rất là nóng, ảnh vừa mới chạy dễ vào. Đam mê anh em, đam mê mới đi quay những con tàu, những cỗ máy này cho anh em xem. S6R2 900 BS. Cục này là SR, Sushi. S6R, S6R chứ không có 2, quên. Bên S6R của Mitsubishi. Máy thủy rất là xịn sò. Máy thùng à, đây cổ luôn. Cái này máy thùng luôn hả anh? Ờ. À, máy này đời mới hèn gì em thấy cũng lè lờ cho nên đỡ nó lên hỏi anh thử. Máy này đập thùng luôn anh em ơi. Wow, quá xịn sò luôn. Cổ cao là nội địa đó. Này là xuất khẩu. À. Đúng đấy, rồi. Những cái dòng mà cổ cao giống như anh chủ tàu cho mình biết thông tin là cái dòng mà nội địa, có nghĩa là nó sản xuất để sử dụng cho nội địa ở trong nước Nhật, và sau đó thì họ sẽ đưa về hàng bãi, những cái công, những cái bãi máy của những anh em buôn máy, họ sẽ tập kết về những cái bãi ha. Dòng cổ cao dành cho phiên bản nội địa, ở đây là cái dòng cổ thấp là dòng máy dành để xuất khẩu đập thùng cho những cái anh em tàu cá nào mà sử dụng máy đập thùng. S6R 900 mã lực. Đấy, cái dòng nội địa là nó trang bị ba cái bầu nhớt bên này nè. Đấy, này là dòng xuất khẩu đập thùng nha anh em ơi. Quá xịn sò luôn. Phiên bản S6R đập thùng. Quá hoành tráng anh em. Đây anh em cùng với bình tham quan cổ máy S6R đập thùng 900 BS phiên bản hàng xuất khẩu, dòng cổ thấp nha anh em. Cổ thấp ở những cái đầu lóc này nè, nó thấp. Bữa nay anh chủ tàu ảnh chia sẻ cái thông tin cho nên là mình
biết được đây là phiên bản là xuất khẩu, còn cái dòng kia là phiên bản nội địa Nhật. Sau khi người Nhật họ xài xong, tàu cá của Nhật họ xài xong mà họ đưa về bãi, rồi mới tới lượt về tới bãi rồi mới tới bàn tay sử dụng của các anh em tàu cá Việt Nam. Rất đẹp, chiêm ngưỡng thật là kỹ cổ máy đập thùng, bởi vì rất là hiếm, mình đi quay rất là nhiều nhưng mà rất là hiếm nữa gặp những cái cổ máy mà đập thùng mà xịn sò để quay lại cho anh em xem cùng tham khảo ha. Xin chào anh em nha, hẹn anh em ở một clip tiếp theo, một video tiếp theo của tất cả các anh em làm nghề cá, của tất cả các ngành nghề giã cào lưới ruốc mình chụp. Mình sẽ cố gắng quay thật là nhiều video rất là hay cho anh em xem. Chủ tàu này chơi xịn sò ha, mấy cái nắp hầm, mấy nắp hầm mà bọc nóc hết trơn. Đấy. Có mấy nắp là bọc hết mấy nắp luôn, 2, 4, 6 cái nắp hầm bọc nóc hết trơn. Đây trục cảo của ghe tải ha, để phục vụ cho những cái tình huống khó khăn. Con tàu 27 mét của ảnh có sự cố là con tàu này nó sẽ làm nhiệm vụ là cảo giả lên luôn. Chuyền dây nè anh em, dễ sợ sợi dây. Dây chuyền từ ở dưới máy lên để khởi động cái dàn trục cảo này. Chủ tàu quá giàu luôn. Chiêm ngưỡng lại ống bô của S6R900 mã lực để phục vụ cho con tàu tải thôi, một cỗ máy đập thùng. Chiếc này là ngày xưa làm dẻ lui nhưng bây giờ nó hết nhiệm vụ đó rồi. Bây giờ chiếc dẻ lui là chiếc 25m và chiếc dẻ tới là chiếc 27m. Mấy cái neo trên tàu này, cái này 2 tạ, dỡ sợ cái neo. Cái này tầm tạ 3, tạ 4. Tải không nhưng cũng không phải chiếc lui luôn hả? Chiếc lui ở ngoài kìa, to nè. Ờ, ủa vậy hả? Vậy chiếc này cũng trang bị đồ ngơ, cũng sẵn. Đây là giả tỉ như muốn như có chỗ sự cố đấy. À. Để chưa để đi nữa. À, à. Nhưng mà cái công suất máy nó cũng lớn. Công suất máy này quá dữ dằn luôn mà, nó tới kể 900 mã lực luôn mà. Không bằng 4 thằng này. Bốn thằng về kia dữ dằn. Ngàn hai mã lực cũng sử dụng dòng Mitsubishi luôn. Cái thứ giữ kia chưa đó nữa. Ồ vậy nè. Đây ông này ông quay cũng như do chưa gặp cái gì gặp cái gì vô là có mà gốm. Ở trong tranh này nhẹ lắm mà cũng còn 20 lô. Thằng hàng hướng hai bên cái nhà đen 20 lô. Còn ở học bên ngoài 4 đứa. Dữ dằn. Nếu mà có dịp xong rồi ghi ra đây là gặp chiếc chiếc đó cỡ tầm bao lâu gắn máy ta? Tùy theo cái lỗ ké nó đang quyết định gắn bảo mưa gió khổ. Mà ảnh gắn máy ảnh chắc cặp đây gắn luôn chứ có cần lên ụ không? Không, không có. Dạ.
27 thước rồi, cùng đóng theo phọt của Nha Trang mình hay là phọt Vũng Tàu? Phọt Vũng Tàu.